Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với Điểm tin 24 giờ của Tam Đa Media phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Điểm tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Cảnh sát Séc đã thu giữ 646 kg cocaine giấu trong những hộp chuối với giá trị ước tính khoảng 2 tỷ koron. Ít nhất 4 người thiệt mạng và 1 người mất tích sau vụ nổ nhà gây hỏa hoạn lan rộng xảy ra vào ngày 12 tháng 8 ở bang Pennsylvania, Mỹ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương. Vâng, thưa quý vị, đó là những nội dung chính của chương trình. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý tại Cộng hòa Séc trong 24 giờ qua. Ngày 13 tháng 8, truyền thông Cộng hòa Séc đưa tin cảnh sát nước này đã thu giữ 646 kg cocaine giấu trong những hộp chuối chuyển đến một siêu thị địa phương với giá trị ước tính khoảng 2 tỷ koron trên chợ đen. Theo thông tin của Nova TV, số cocaine được các nhân viên của trung tâm phân phối chuỗi siêu thị Albert ở Kalesani gần Praha tìm thấy trong những chiếc hộp đựng chuối gửi từ Ecuador với giá trị ước tính khoảng 2 tỷ koron, 1 gram được bán với giá khoảng 3.000 koron. Lượng ma túy phát hiện lần này là một trong những đợt thu giữ cocaine lớn nhất mà cảnh sát Séc thực hiện. Theo thông tin từ cảnh sát, có thể do lỗi hậu cần nên những hộp chuối này được chuyển từ Ecuador qua Amsterdam, Hà Lan rồi đến Cộng hòa Séc. Người nào đó trong tổ chức tội phạm có lẽ đã không có thời gian để loại bỏ ma túy khỏi lô chuối kịp thời. Hiện cảnh sát Séc đang hợp tác với các đồng nghiệp từ Interpol và Europol để điều tra và giải quyết vụ án. Số lượng phụ nữ trong các nhà tù tại Séc đã tăng lên đáng kể trong 10 năm qua, tăng gấp đôi so với năm 2013. Theo thống kê cách đây 10 năm, ở Séc có khoảng 750 nữ tù nhân. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng con số đặc biệt thấp này là do lệnh ân xá được Tổng thống Václav Klaus công bố trong bài phát biểu mừng năm mới vào tháng 1 2013. Trong những năm tiếp theo, số lượng phụ nữ bị cầm tù có xu hướng tăng mạnh. Thống kê cho thấy chỉ giảm nhẹ trong 2 năm COVID-19 2020 và 2021 và tính đến cuối tháng 7 2023, tại các nhà tù của Séc có khoảng 1.600 nữ tù nhân. Tuy nhiên, tỷ lệ phạm nhân là nam giới vẫn chiếm ưu thế trong các nhà tù ở Séc, hiện có khoảng 16.000 phạm nhân, cao gấp 10 lần so với nữ giới. Phụ nữ bị kết án cũng đang gia tăng trên thế giới. Theo tờ The Guardian của Anh, gần đây đã tập trung vào vấn đề này khi viết rằng số phụ nữ trong tù đang tăng nhanh hơn nhiều so với nam giới. Kể từ năm 2000, số nữ tù nhân đã tăng gần 60%. Theo ước tính, đã có 740.000 phụ nữ ngồi tù trên toàn thế giới vào mùa thu năm ngoái. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc, mặc dù số lượng người nước ngoài tại Séc tăng lên nhưng mức độ tội phạm của công dân nước ngoài trên thực tế không tăng lên. Liên quan đến các hành vi bạo lực nghi ngờ người Ukraine gần đây, Bộ trưởng cho rằng không thể vì hành vi cá nhân mà đổ lỗi cho cả tập thể. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc cho biết mọi hành vi tội ác sẽ được điều tra và thủ phạm sẽ bị trừng phạt thích đáng. Mục tiêu là để người dân cảm thấy an toàn tại Séc. Theo thống kê, trước năm 2019 xảy ra đại dịch COVID-19, người nước ngoài chiếm 8,2% trong tổng số vụ phạm tội. Vào thời điểm đó, người nước ngoài chiếm khoảng 6% dân số. Hiện tại, tỷ lệ người nước ngoài đã tăng lên 10-11%. Tương ứng với đó thì tội phạm chiếm khoảng 20%. Nhưng trên thực tế, tội phạm do người nước ngoài gây ra tại Séc là khoảng 11,5%, cũng có nghĩa là tỷ lệ tội phạm của người nước ngoài không tăng lên. Theo Bộ trưởng, người Ukraine chiếm hơn 5% dân số của Séc và tội phạm do người Ukraine gây ra là khoảng 4%. Bộ trưởng cũng cho biết, năm nay số vụ phạm tội tại Séc đã giảm khoảng 5.000 vụ so với cùng kỳ năm 2019. So với năm ngoái thì thấp hơn gấp 6 lần. Séc vẫn là một trong những quốc gia an toàn. Tuần qua, người dân tại Séc đang chú ý đến một vụ án ở Plzeň. Trong đó có một người nước ngoài 18 tuổi đã tấn công dã man, hiếp dâm và định giết một cô gái 15 tuổi. Theo thị trưởng Plzeň, bị cáo là một người Ukraine đã sống ở Séc trong một thời gian dài. Cảnh sát đã tìm ra danh tính nghi phạm và bắt giữ anh ta ngay trong vòng 6 giờ. Hiện nghi phạm phải đối mặt với bản án từ 15 đến 25 năm hoặc bản án đặc biệt vì tội hiếp dâm và cố ý giết người. Cũng trong tuần trước, có thông tin xuất hiện trên mạng xã hội rằng một thanh niên 16 tuổi cũng là người Ukraine tấn công một phụ nữ ở Hochivas, Praha. Cảnh sát Praha buộc tội nghi phạm hiếp dâm và yêu cầu bỏ tù 5 thanh niên. Tuy nhiên, vì nghi phạm là trẻ vị thành niên nên phải đối mặt với bản án tối đa là 5 năm tù, trong khi đó đối với người trưởng thành là 5 đến 10 năm. Cả hai trường hợp cảnh sát đều không tiết lộ quốc tịch của nghi phạm. So với trước đây, lực lượng cứu hỏa Séc hiện phải giải quyết nhiều trường hợp chạy các phương tiện chạy bằng điện như xe trượt điện scooter hay xe đạp điện. Vào nửa đầu năm nay, họ đã phải giải quyết một số vụ việc gấp đôi so với năm ngoái.
Một xe trượt điện scooter có thể đi với tốc độ 70 km/h. Chúng được lắp một loại pin có dung lượng tương tự như một số ô tô và pin lớn cũng là bộ phận dễ bị ảnh hưởng nhất. Mặc dù pin có hộp bảo vệ nhưng khi chúng bị nổ hoặc cháy vẫn gây ra nguy hiểm xung quanh. Nguy cơ xe chật điện bốc cháy trực tiếp trên đường phố hay khi đang lái xe là rất nhỏ. Trong phần lớn các trường hợp pin đều bốc cháy trong khi sạc. Phần lớn là những chiếc xe thường xuyên bị đổ ngã, va đập và chịu quá tải. Các vụ cháy thường liên quan đến những thiết bị có dung lượng pin lớn. Ngoài xe chật điện và xe đạp thì còn xảy ra cháy nổ ở máy hút bụi, xe máy điện và ô tô điện. Trong khi năm ngoái, lực lượng cứu hỏa giải quyết tổng cộng 21 vụ liên quan đến cháy phương tiện chạy bằng điện, thì chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã có tới 44 vụ. Có nhiều nguyên nhân gây ra cháy nổ ở những phương tiện chạy bằng điện, ví dụ như sản phẩm bị lỗi, hư hỏng trong quá trình sử dụng, hay do thay pin và bộ tích điện không đúng. Pin là bộ phận phức tạp và tốn kém khi sửa chữa, do đó chuyên gia khuyên người dùng nên đi bảo dưỡng 2 lần một năm, đồng thời chú ý đến việc sử dụng trong thời tiết ẩm ướt hay không nên rửa xe chật điện bằng nước từ vòi, sạc điện đều đặn và khi sạc nên để ở ban công hoặc bên ngoài. SEC đang chuẩn bị cho một trong những đột phá về đường sắt lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Việc áp dụng bắt buộc hệ thống kiểm soát tàu hỏa châu Âu ETCS sẽ khiến một phần lớn các tàu hỏa hiện tại phải rời khỏi các tuyến đường chính. Dự kiến việc thay đổi tại SEC sẽ áp dụng từ đầu năm 2025, sớm hơn đáng kể so với các nước láng giềng. Đầu máy tàu hỏa dòng E499.0 này là một trong những đầu máy bằng điện đầu tiên của tiệp khắc và hiện 9 trong số chúng đang ở Olomouc. Chúng được phát minh dành cho những tuyến đường tàu hỏa chính, nhưng hiện tại nhà nước muốn thay chúng bằng những thiết bị mới. Tuy nhiên, vấn đề chính là việc phát triển và áp dụng đầu máy tàu hỏa bằng hệ thống kiểm soát tàu hỏa châu Âu ETCS dành riêng cho từng loại khác nhau và rất tốn kém. Do đó, đường sắt SEC đang xem xét loại bỏ những dòng có tuổi đời khoảng 10 đến 15 năm. Nhà nước ước tính chi phí áp dụng hệ thống kiểm soát tàu hỏa châu Âu tại SEC là khoảng 50 tỷ krona trong 7 năm tới. Oxy Vitamin Water luôn truyền cảm hứng cho bạn vượt qua giới hạn. Nước Oxy luôn cung cấp cho cơ thể của bạn những vitamin và khoáng chất cần thiết cho bạn mỗi ngày. Đặc biệt trong tháng 8 này, cứ khi mua 10 bịch nước Oxy, khách hàng sẽ nhận được ngay một bịch Oxy miễn phí. Chương trình áp dụng với chuỗi siêu thị Tamda Foods và dịch vụ Tamda Express. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda.eu/oxy. Kính thưa quý vị, nhiều tin tức thế giới đáng chú ý cũng sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Lực lượng phòng không Ukraine hôm nay 14 tháng 8 thông báo 3 nhân viên siêu thị đã bị thương sau khi lực lượng phòng không Ukraine đẩy lùi một cuộc không kích của Nga vào thành phố Odessa trong đêm. Ukraine tuyên bố toàn bộ 8 tên lửa Kalib phóng từ biển và 15 máy bay không người lái UAV do lực lượng Nga phóng đã bị chặn. Thông báo trên Telegram, Oleg Kiper, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Odessa, kêu gọi người dân ở trong nơi trú ẩn. Ông nói thêm rằng các mảnh tên lửa đã gây ra nhiều đám cháy bùng phát trong thành phố. Ukraine xác nhận lực lượng cứu hỏa đang làm việc để dập tắt đám cháy tại hai tòa nhà sau vụ tập kích của Nga. Thành phố Odessa là cảng quan trọng nhất của Ukraine, nằm trên bờ biển Đen và chỉ cách biên giới Moldova khoảng 35 km. Thành phố này có vị trí chiến lược không chỉ trong thế trận phòng thủ, mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế Ukraine. Đây là con đường xuất khẩu chủ lực của nông sản và hàng hóa Ukraine ra thị trường quốc tế. Trong khi đó, tại Kherson, giao tranh nổ ra ác liệt ở cầu Antonovki. Quân Nga buộc phải cận chiến để chiếm lại các nhà nghỉ và cố đánh bật các nhóm biệt kích Ukraine liên tục đổ quân lên tảng ngạn sông Dnieper. Tờ báo Bild vào ngày 13 tháng 8 khẳng định Rheinmetall, một trong những công ty quốc phòng hàng đầu của Đức, sẽ chuyển cho Ukraine lô máy bay không người lái drone Luna NG đầu tiên trong năm 2023. Luna NG là dòng drone trinh sát hiện đại nhất do Rheinmetall sản xuất, có khả năng bay cao đến 5 km và tầm hoạt động lên đến hàng trăm km. Dòng drone này có thể dùng cho các nhiệm vụ trinh sát hoặc dùng để phát sóng 4G băng thông rộng. Luna NG cũng có thể dùng cho mục đích nghe lén và gây nhiễu tín hiệu liên lạc. Đặc biệt, Rheinmetall đang nghiên cứu việc trang bị vũ khí cho các phiên bản tương lai của Luna NG. Thế hệ drone mang vũ khí sẽ được bổ sung vào quân đội Đức sau khi nước này hoàn thiện quy định tham chiến cho loại khí tài này. Mỗi hệ thống Luna NG bao gồm một trạm điều khiển mặt đất, một bể phóng, một xe tải động cơ và nhiều drone. Ít nhất 4 người thiệt mạng và 1 người mất tích sau vụ nổ nhà gây hỏa hoạn lan rộng xảy ra vào ngày 12 tháng 8 ở bang Pennsylvania, Mỹ.
Giới chức địa phương cho biết vụ nổ khiến 3 ngôi nhà ở gần đó bị phá hủy, trong khi hàng chục cấu trúc nhà khác bị hư hại. Giới chức hạt Allegheny cho biết vụ nổ xảy ra vào trưa ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương ở khu Plum, cách thành phố Pittsburgh 32 km về phía đông. Nhiều người đã bị mắc kẹt sau khi một ngôi nhà bất ngờ phát nổ, trong khi 2 ngôi nhà khác chìm trong biển lửa. Các đội hỗ trợ đã được huy động từ ít nhất 18 sở cứu hỏa địa phương đã nỗ lực để khống chế ngọn lửa. Các đơn vị khẩn cấp đã tìm thấy 3 người bị thương và đưa tới các bệnh viện, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Hơn 20 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy cũng được kiểm tra y tế do kiệt sức. Giới chức chưa thể chắc chắn số người mất tích do chưa có đủ thông tin về những người ở trong các ngôi nhà bị nạn. Các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp đang phải tạm dừng trong tối 12 tháng 8 do thời tiết xấu và nguy cơ đe dọa sự an toàn của những người tham gia. Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra làm rõ. Trung Quốc đã bắt 168 lãnh đạo bệnh viện trong năm nay. Trong các cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào lĩnh vực y tế vốn được tài trợ công hàng tỷ đô la Mỹ trong COVID-19. Theo tờ South China Morning Post vào ngày 12 tháng 8, các nguồn tin và các nhà quan sát dự báo sẽ có nhiều quan chức nữa trong lĩnh vực y tế bị bắt. Y tế vốn là một trong những khu vực gây bất bình lớn nhất trong người dân Trung Quốc do chi phí cao và tham nhũng tràn lan. Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết các điều tra viên nhằm vào trên 150 giám đốc và bí thư đảng ủy tại các bệnh viện trong chiến dịch chống tham nhũng từ đầu năm nay. Nhưng các số liệu cho thấy tổng số người bị điều tra có thể đã lên tới 168 người trong tuần này. Nỗ lực loại bỏ nạn tham nhũng trong hệ thống y tế của Trung Quốc đã làm rúng động lĩnh vực dược phẩm, xóa sạch 67,5 tỷ nhân dân tệ giá trị thị trường trong 2 tuần qua. Chiến dịch này cho thấy nỗ lực diệt trừ tham nhũng của Trung Quốc đã lan rộng ngoài lĩnh vực tài chính và thể thao, hai lĩnh vực mà chính phủ chấn chỉnh những sai phạm kinh tế trong những năm gần đây. Chính phủ Trung Quốc đã chuyển hướng sang điều tra lĩnh vực y tế sau khi xuất hiện một loạt thông tin về việc các công ty y tế hối lộ quan chức các bệnh viện công. Các vụ cháy rừng ở Hawaii cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 93 người. Đây là thảm họa cháy rừng gây thương vong lớn nhất ở Mỹ trong hơn một thế kỷ qua. Thiệt hại vật chất do các vụ cháy rừng kinh hoàng này ước tính lên tới 6 tỷ đô la Mỹ. Cháy rừng đã thiêu rụi hoặc làm hư hại ít nhất 2.200 ngôi nhà ở phía tây đảo Maui, trong đó 86% là nhà dân. Hơn 10 cơ quan liên bang đã triển khai nhân sự đến đảo Maui để hỗ trợ cứu hộ, ứng phó và khắc phục hậu quả của cháy rừng. Hiện tại, công binh lục quân Mỹ triển khai nhiều nhóm đến khu vực này để dọn dẹp những căn nhà bị thiêu rụi trong trận bão lửa, thiết lập trạm cấp điện dã chiến và tư vấn giới chức địa phương về công tác khắc phục hậu quả thảm họa. Một khu lều tạm được thiết lập tại hòn đảo Honolulu gần đó. Rất đông người dân địa phương đã mang đồ cứu trợ tới đây để hỗ trợ các nạn nhân trong thảm họa cháy rừng. Nhiều nước châu Âu đang dần thay thế các chặng bay ngắn bằng tàu hỏa để giảm ô nhiễm môi trường. Một nghiên cứu của Pháp cho thấy trên cùng một quãng đường 1 km, máy bay thải ra 144 gram carbon dioxide, thì tàu hỏa chỉ thải ra bằng 1/14 máy bay. Việc khuyến khích tàu hỏa cũng đã hồi sinh một loại hình du lịch tại châu Âu. Là công ty tiên phong trong lĩnh vực du lịch tàu đêm, nhà điều hành đường sắt Áo OBB hiện sở hữu đội tàu đêm lớn nhất châu Âu, phục vụ 1,5 triệu hành khách trên các toa có khoang giường nằm. OBB chạy 20 tuyến kết nối thủ đô Viên của Áo với tất cả các thành phố khác trên khắp châu Âu. Động lực cho sự phục hồi của tàu đêm xuyên châu Âu lần này chính là yếu tố môi trường. Người dân châu Âu dần từ bỏ thói quen di chuyển bằng máy bay vì lượng khí thải carbon từ loại hình vận tải này. Mạng lưới đường sắt châu Âu ước tính các chuyến tàu đêm có thể thay thế các chuyến bay nội địa EU với quãng đường lên tới 3.000 km. Ngoài ra, trải nghiệm khác biệt cũng là lý do. Nhiều du khách hào hứng trước ý tưởng đi ngủ ở một thành phố này và tỉnh dậy ở một thành phố khác. EU cũng đang hướng đến mục tiêu giảm 90% phát thải carbon từ phương tiện vận tải đến năm 2050, theo tinh thần của thỏa thuận xanh châu Âu, cùng với đó là khoản đầu tư đồng bộ cho vận tải đường sắt. Trong một thế giới xoay chuyển không ngừng, chúng ta luôn muốn tìm về những điều đơn giản hơn. Khi tiếng cười gắn liền với hương thơm của trà, chúng ta khám phá niềm vui của việc chia sẻ những điều đẹp nhất trong cuộc sống. Trong tháng 8 này, cứ khi mua 25 hộp trà túi lọc Lipton bất kỳ, khách hàng có ngay cơ hội trúng 5 ấm siêu tốc, 10 hộp trà Lipton 54 túi hoặc 10 hộp trà Lipton 40 túi. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda.eu/lipton. Vâng, ngay sau đây chúng tôi xin được chuyển sang các tin tức Việt Nam đáng chú ý trong ngày.
Chiều ngày 13 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại xã La Hru, huyện Chư Pư vào chiều ngày 12 tháng 8, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương. Cơ quan Điều tra tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là do Đinh Tiến Bình, tài xế xe mang biển số 81H02760, điều khiển xe vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô biển kiểm soát 81A00470, sau đó tiếp tục tông vào bên trái ô tô biển kiểm soát 81A00470 bên làn đường ngược lại gây ra tai nạn. Hành vi của Đinh Tiến Bình vi phạm khoản 2 điều 14 luật giao thông đường bộ năm 2008. Như đã thông tin, trên đường chở 3 thành viên câu lạc bộ từ cảng hàng không Buôn Ma Thuột về đại bản doanh Hàm Rồng, Pleiku, Gia Lai, xe ô tô con mà Hoàng Anh Gia Lai cử đi đã bị tông từ phía sau, bị hất sang làn đường ngược lại và bị đâm nát giữa hai xe tải đối đầu. Ngoại trừ tài xế bị thương, 3 người còn lại trên ô tô đều tử nạn, gồm huấn luyện viên Dương Minh Ninh, sinh năm 1975, trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cầu thủ Paulo Madeira Oliveira, sinh năm 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha, bác sĩ Đào Trọng Trí sinh năm 1992, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đối tượng sử dụng nickname Kim Thảo Lê trên mạng xã hội Facebook và Zalo thường xuyên đăng tin nội dung cho nhận con nuôi là trẻ sơ sinh từ những sản phụ mang thai không mong muốn hoặc gia đình hiếm muộn muốn nhận con. Nghi vấn đối tượng hoạt động mua bán trẻ sơ sinh, mua bán trẻ em nên PC02 đã tổ chức xác minh. Các trinh sát phát hiện đối tượng thường xuyên vào các hội nhóm kín như hội cho nhận con nuôi do hoàn cảnh, hội hiếm muộn tìm mang thai, hội cho nhận con hiến trứng và thận hiến tặng, tìm các trường hợp sản phụ mang thai gần đến ngày sinh nhưng không muốn nuôi con để lôi kéo xin trẻ và gợi ý sẽ bồi dưỡng một số tiền bù đắp thiệt hại về sức khỏe. Ngoài ra, đối tượng này cũng thông qua các trang hội nhóm để tìm người hiếm muộn nhận con nuôi để bán đứa trẻ vừa mới sinh dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi nhằm hưởng lợi. Từ thông tin tài liệu xác định, nhóm đối tượng do Lê Hồng Anh, 36 tuổi, ngụ quận 4 hoạt động mua bán trẻ em dưới 16 tuổi gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động tội phạm này. Amazon cho biết, 5 ngành hàng bán chạy nhất của các doanh nghiệp Việt Nam trên nền tảng liên tiếp trong 2 năm qua là nhà bếp, nhà cửa, may mặc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân, tiện ích gia đình. Đây cũng là các nhóm hàng Amazon kỳ vọng tìm kiếm thêm đối tác phát triển thông qua chuỗi sự kiện Việt Nam International Sourcing năm 2023 tới đây. Cho đến nay, hàng nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam đã tham gia bán hàng, phát triển kinh doanh và thương hiệu thông qua Amazon. Theo Amazon Global Sourcing tại Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu qua thương mại điện tử của Việt Nam đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, dự kiến sẽ tăng lên 13 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Ở Trung Quốc, giun đất được gọi là địa long rồng đất. Loại giun này được coi là nguyên liệu trong y học cổ truyền từ gần 2.000 năm qua. Nhu cầu sử dụng giun đất tại Trung Quốc tăng mạnh trong các năm từ 400 tấn vào năm 2010 tăng lên 675 tấn vào năm 2020, tương đương với 6.750 tấn giun đất tươi. 10 kg giun tươi sấy được 1 kg giun khô. So với thời điểm cách đây 20 năm, giá giun đất tại thị trường Trung Quốc đã tăng gấp 10 lần. Trên mạng xã hội, hoạt động mua bán giun đất cũng diễn ra tấp nập. Chỉ cần gõ cụm từ mua bán giun đất, kết quả cho ra hàng chục hội nhóm chuyên mua bán giun đất tươi và khô. Đây cũng là một phần nguyên nhân các thương lái sang Việt Nam gom mua giun đất sấy khô với số lượng lớn, kéo theo tại nhiều địa phương ở nước ta, kích điện bắt giun đất diễn ra rầm rộ và trở thành vấn nạn thời gian gần đây, khiến các nhà vườn bất an phải cầu cứu chính quyền địa phương và các bộ ngành liên quan vào cuộc. Giun đất tươi bắt về được bán với giá từ 50 đến 80 nghìn đồng trên 1 kg. Một đêm đi kích giun đất bán cho các lò sấy có thể kiếm được hàng triệu đồng. Do đó, nhiều người bất chấp khuyến cáo của các cơ quan chức năng địa phương vẫn đổ xô đi kích điện tận diệt giun đất. Tuy nhiên, việc kích điện bắt giun đất như hiện nay trở thành vấn nạn bởi hành động này không chỉ tận diệt giun đất và các sinh vật có ích khác trong đất mà còn làm giảm chất lượng đất canh tác, gây ô nhiễm, gây suy thoái môi trường, ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển của cây trồng. Ngoài ra, dễ gây tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng của con người và động vật. Khảo sát hành khách ở các tình trạng xếp hàng chờ đợi đã cho ra kết quả 20 sân bay tốt nhất thế giới và tệ nhất thế giới. Ở hạng mục tốt nhất thế giới có đại diện sân bay của Việt Nam. Danh sách được chia làm nhiều hạng mục, 20 sân bay có thứ hạng tốt nhất, ít chờ nhất. Đứng đầu là Changi, Singapore với 74% hành khách đánh giá 4 và 5 sao. Đáng chú ý, trong số này sân bay quốc tế Nội Bài đứng ở vị trí thứ 11 với 63,33% đánh giá 4 hoặc 5 sao. Tại khu vực châu Á, 10 sân bay tốt nhất về xếp hàng thì Nội Bài đứng thứ 5. Danh sách gồm Changi, Siem Reap, Tokyo, Haneda, Hồng Kông, Nội Bài, Tokyo, Narita, Incheon,
Bahrain, Taoyuan, Đài Loan, Kempegowda, Ấn Độ. Bên cạnh đó, 10 sân bay xếp hàng lâu nhất châu Á là các sân bay Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Nepal, Thái Lan và Philippines. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã khép lại điểm tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên nhấn theo dõi, like và share nếu quý vị thấy thông tin bổ ích. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.